Xin kính chào quý vị và các bạn quay trở lại với bản tin SPTV. Quý vị thân mến, mới đây thì Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương quyết định đình chỉ giải quyết vụ án bà Nguyễn Phương Hằng, kiện phó tổng biên tập báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Theo nguồn tin của Dinh, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương vừa ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa nguyên đơn là bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam và bị đơn là ông Đức Hiển. Thông tin này đã khiến dư luận xôn xao và nhiều người ủng hộ CEO không khỏi bức xúc. Nhưng chúng ta cũng không nên nóng vội mà xúc phạm hay phê phán mọi vấn đề liên quan đến vụ kiện, mà chúng ta hãy phân tích những sai phạm của anh năm mực này và vạch trần tội ác của anh cho cả xã hội. Thầy chúng tôi xin trích dẫn bài phân tích của một người dùng mạng xã hội mà chúng tôi hay chia sẻ và thán phục. Gửi ông phó tổng biên tập báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Đức Hiển, tác giả bài báo: đã đến lúc phải xử lý bà Phương Hằng theo quy định của pháp luật, và cũng chính là kẻ nhanh nhẩu ca ngợi bác sĩ Trần Khoa ảo rút ống thở đã bị xử phạt 5 triệu đồng. Thượng tình thì cả về luật pháp lẫn tinh thần, tình cảm với rút ống thở của bác sĩ Khoa trái với quy định ngành y, điều không đáng được ca ngợi. Đến nay Việt Nam chưa có lợi cho bác sĩ hoặc người thân tự rút ống thở của bệnh nhân, nếu rút ống thở phải thông qua hội đồng chuyên môn quyết định. Nhưng điều này chưa có quy định ở Việt Nam, một lãnh đạo Bộ Y tế cho biết. Nhưng khi nhà báo Đức Hẻn viết, tôi không biết xung tư duy để nói về câu chuyện này, thì hôm nay anh là bác sĩ điều trị cho cha mẹ mình và một sản phụ. Phút giây anh rút ống thở khỏi gương mặt mẹ để đưa ngay cho một sản phụ đang mang thai, chờ được cứu sống. Khoa bộ bác sĩ đang chăm sóc cả ba bệnh nhân là cha mẹ mình và cả người phụ nữ mang thai chuẩn bị sinh đôi. Ba mẹ anh cũng là bác sĩ trong tâm dịch cứu dân số nhiễm bệnh và trở nặng rồi vào đúng nơi. Anh là bác sĩ điều trị đã khiến nhiều người tin trong niềm xúc động. Nickname Hoàng Nguyên Vũ thì ca ngợi bác sĩ Khoa: chúng tôi nợ anh và bố mẹ anh sự sống. Câu chuyện càng trở nên đáng tin hơn khi sang kiểu một người đang triển khai hàng loạt dự án cộng đồng cho biết cô đã gọi điện cho bác sĩ Khoa và đang chuẩn bị trao cho bệnh viện máy thở. Sự việc chỉ vài giờ sau khi một nhóm bác sĩ cộng tác tại các tuyến đầu chống dịch COVID-19 chỉ ra những điểm vô lý của câu chuyện đong đầy nước mắt xung quanh bác sĩ Ma. Cộng đồng mạng đã tìm ra hình ảnh thực của bác sĩ Khoa, chính là phó giáo sư Tô Sê Gây, hiện đang sinh sống và làm việc tại Singapore. Hình ảnh về phó giáo sư được Facebook của Đại học Quốc gia Singapore đăng tải trong một bài viết giới thiệu từ ngày 5 tháng 3, 2017. Hình ảnh hai bé sơ sinh trong bài đăng liên quan đến câu chuyện trên là của mình. Trong Facebook, bác sĩ Khoa được các đồng nghiệp chụp sau ca mổ do bác sĩ Cao Hữu Thịnh thực hiện tại Bệnh viện An Sinh trong thời gian gần đây. Ngay lập tức thì ông Nguyễn Đức Hiển, Hoàng Nguyên Vũ đã đăng đính chính và gửi lời xin lỗi các nickname tham gia câu chuyện bác sĩ Ma nhanh chóng biến mất. Nhưng sự việc không chỉ dừng lại ở đấy, bởi câu chuyện bác sĩ Ma không chỉ là mất niềm tin của cộng đồng. Khi đất nước đang trong những ngày căng thẳng chống dịch, cần huy động sức người sức của cho tuyến đầu, sắt kịp thời cho các cơ quan quản lý nhà nước vào cuộc, gọi các cá nhân liên quan lên làm rõ sự việc thanh tra, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai chủ tài khoản Facebook này về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội theo điểm A khoản 1 điều 101 Nghị định số 15202 NĐ-CP ngày 3 tháng 2 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Sự việc chưa phải dừng lại ở đấy, những trò câu view đơn thuần của các KOL trên mạng xã hội, sự việc cho thấy có sợi dây kết nối giữa vụ việc bác sĩ Ma và các nhóm lâu nay thiêu dệt những câu chuyện cảm động, những hoàn cảnh bi thương để trục lợi, những hoàn cảnh quyên góp vào quỹ từ thiện 82 của chủ tài khoản NDMP có quê ở Bến Tre. Nhóm 82 này gồm có Phong Lan Long Thiên, thường gọi là bé gấu 4 tuổi, Gỗ Thủy Linh, mẹ của Phong Lam Tân Lê ở Singapore, anh nuôi Phong Lam, Thanh Hùng Lê đóng vai giáo sư, Phong Lê Viter, Phong Lan cùng hàng loạt nhân vật phụ trợ khác. Cách làm ăn của nhóm 82 thường đăng những câu chuyện cảm động trên mạng và cuối cùng kêu gọi ủng hộ từ thiện, tiền được chuyển về chủ tài khoản NTM. Hành động quyết định rút tiền từ quỹ quyên góp từ thiện để mua máy thở tại bệnh viện nơi bác sĩ Khoa công tác được dư luận đánh giá là chim mồi.
Một kế hoạch hoàn hảo được sắp đặt khá tinh vi, cho dù các ông Hiển Vũ đã bị xử phạt theo điểm A khoản 1 điều 101 Nghị định số 152020-NĐ-CP ngày 3 tháng 2, 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, nhưng họ còn bị bản án lương tâm vi phạm quy định đạo đức nghề nghiệp. Không những thế, tôi còn hân hạnh được biết ông Hiển cũng chính là chủ nhân của bài báo, đã đến lúc phải xử lý bà Phương Hằng theo quy định của pháp luật đăng trên báo VOV Pháp luật Online. Kính thưa quý vị, vợ chồng nữ ca sĩ Thủy Tề Công Vinh bất ngờ khóc lóc van xin vào giây phút cuối cùng. Nếu như trước đây vợ chồng của nữ ca sĩ Thủy Tề Công Vinh ngang ngược tuyên bố mạnh miệng không chịu sao kê tài khoản của mình, thì bây giờ khi Bộ Công an đã vào cuộc để điều tra về những khoản khuất tất trong việc làm từ thiện của cặp đôi vợ chồng nữ ca sĩ này, thì mới đây vợ chồng nữ ca sĩ Thủy Tề cũng bắt đầu xuống nước và mong cộng đồng mạng bỏ qua cho những vấn đề thiếu sót của mình. Nhưng vấn đề ở đây không phải là riêng cộng đồng mạng, mà thực sự nó là vấn đề về luật pháp. Nếu thực sự pháp luật này công tâm minh bạch thì sẽ không có chuyện dung thứ cho những cái ác cái xấu trong xã hội. Mới đây thì khi tâm sự với phóng viên thì nữ ca sĩ Thủy Tề đã cho rằng hiện tại tôi chỉ mong cho một cuộc sống gia đình của mình bình an như trước đây. Thời gian qua bố mẹ chồng con bị ảnh hưởng quá nhiều, bố khóc mẹ khóc không ngủ được. Đó là lời nói của nữ ca sĩ Thủy Tề. Trong những ngày vừa qua khi vợ chồng nữ ca sĩ Thủy Tề Công Vinh cũng có mặt tại chi nhánh ngân hàng Vietcombank ở quận 7 TP.HCM để mà tiếp nhận sao kê khoản tiền từ thiện miền Trung, thì nữ ca sĩ Thủy Tề đã mời luật sư ông Phan Tuấn Vũ. Ông luật sư Phan Tuấn Vũ là người đã chống lưng cho vợ chồng nữ ca sĩ Thủy Tề ăn chặn tiền từ thiện trong suốt thời gian dài vừa qua, và một số phóng viên chứng kiến sự việc. Số trang sao kê được in ấn lên đến 18.107 trang, chia làm 8 thùng. Công Vinh cho biết sẽ dùng toàn bộ các tờ giấy sao kê này làm bằng chứng để mà kiện người vu khống vợ chồng của ông bà. Trước đó thì một số thông tin trên mạng xã hội cho rằng bà nữ ca sĩ Thủy Tề đã nhận lên đến 320 tỷ hay là 700 tỷ tiền từ thiện và sử dụng đến 3 số tài khoản. Trong thời gian kêu gọi, việc vợ chồng bà nữ ca sĩ Thủy Tề Công Vinh cũng đã kêu gọi lên đến 320 tỷ đồng hay là 700 tỷ hay không thì đang chờ Bộ Công an vào cuộc điều tra làm rõ. Nhưng trong thời gian vừa qua, cư dân mạng đã tìm ra 3 số tài khoản của vợ chồng nữ ca sĩ Thủy Tề là hoàn toàn chính xác. Và nữ ca sĩ Thủy Tề cho rằng số tiền ghi nợ là số tiền tất cả hai vợ chồng tôi rút ra chia cho miền Trung là 177 tỷ 792 triệu đồng. Còn số tiền ghi có tức là số tiền tất cả các nhà hảo tâm cả nước gửi vào đến ngày 23 tháng 1 là 177 tỷ 520 triệu đồng. Chuyến đi từ thiện của vợ chồng tôi đi miền Trung tổng chi theo giấy xác nhận của chính quyền địa phương là 178 tỷ đồng, là 178 tỷ 542 triệu đồng. Tuy nhiên trong thời gian qua thì ai cũng biết rõ là khi Bộ Công an tiến hành vào cuộc điều tra thì những vấn đề liên quan đến việc làm từ thiện của vợ chồng nữ ca sĩ Thủy Tề Công Vinh ở các địa phương. Cặp đôi vợ chồng nữ ca sĩ này làm từ thiện thì có nhiều vấn đề bất cập. Và đến nay thì các giấy xác nhận mà vợ chồng nữ ca sĩ Thủy Tề đã xin ở các địa phương mình làm từ thiện thì không còn giá trị pháp lý khi Bộ Công an tiến hành vào cuộc điều tra. Vì có những khoản sai sót không đáng nói, nhiều người nói sau khi đi từ thiện tài khoản của nữ ca sĩ Thủy Tề vẫn mở và có rất nhiều tiền vào thì chúng tôi đã in sao kê sau đó 3 tháng và chỉ có hơn 4,4 triệu đồng. Ông Công Vinh nói và cho biết số tiền hơn 4,4 triệu đồng sẽ được sử dụng cho các chuyến từ thiện tiếp theo. Đó là lời nói của bà nữ ca sĩ Thủy Tề. Nhưng trong thời gian qua thì người dân trong cả nước và cư dân mạng ai cũng biết rõ, sau khi có động thái sờ gáy của Bộ Công an thì vợ chồng nữ ca sĩ Thủy Tề Công Vinh đã nhanh chóng với số tiền hơn 4,7 tỷ đồng sang Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tuy nhiên khi trả lời phóng viên báo chí thì vợ chồng nữ ca sĩ Thủy Tề chỉ nói rằng có 4,4 triệu đồng. Vậy là đã thể hiện rõ âm mưu của cặp đôi vợ chồng nữ ca sĩ này muốn biển thủ tiền từ thiện, và đặc biệt đó là số tiền lãi của 178 tỷ đồng trong thời gian qua. Nữ ca sĩ Thủy Tề còn khẳng định cô chỉ dùng một số tài khoản duy nhất để nhận quyên góp từ thiện miền Trung, và cô đã tâm sự với báo Tuổi Trẻ như vậy.
Hiện tại tôi chỉ mong cho cuộc sống của gia đình mình bình an như trước đây. Thời gian qua bố mẹ chồng con bị ảnh hưởng quá nhiều, bố khóc mẹ khóc không ngủ được.